cái tuần này là nó dành cho những người cô đơn dịp Tết này. Cái áo 25 triệu mấy đấy. Cái quần 2 triệu mấy. Đôi giày em được tặng. Còn cái áo trong là mấy trăm nghìn. Nhưng mà chị muốn hỏi cái outfit ở bên ngoài. Đấy, nó chính là cái hai cái giải rút mà nó rất là dài đấy. Nó là như thế nào nhỉ? Cái quần này là nó dành cho những người cô đơn dịp Tết này gì ạ? Tức là khi mà mình một người cô đơn, mình mặc cái quần này, mình có sợi dây này, mình đi ngoài đường thì nếu như mình gặp một người cô đơn tương tự, người ta sẽ có thể túm vào đây để người ta kéo mình đi. Chị nắm có ngại không? Chị nắm đi, cái này sẽ được hai người nắm rồi. Chị nắm cả hai được không? Được ạ, đây chị nhất rồi. Quý vị ạ, 14 tháng 2 là ngày lễ tình yêu thì đây sẽ là cái thời trang mà hot nhất ở trên thị trường. Nếu mà ai cô đơn thì Tăng Duy Tân đã có một giải pháp để giúp các bạn có thể dễ dàng tìm người yêu, đó là chỉ cần hai cái giải pháp huấn luyện, hai cái dây thừng này ở trên cái quần bò, ra đường gặp ai kéo đi, người đó sẽ trở thành người yêu của mình.